Thưa quý vị, trước nguy cơ lây lan ca mắc nhiễm biến chủng Omicron, Bộ Y tế cho biết tiếp tục chủ động bám sát diễn biến tình hình dịch bệnh do chủng mới gây ra, thường xuyên trao đổi với Tổ chức Y tế Thế giới để cập nhật thông tin kịp thời, chính xác về biến chủng này, chỉ đạo các địa phương tăng cường các biện pháp phòng chống dịch, đặc biệt là công tác kiểm tra xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm các quy định về phòng chống dịch. Thời gian qua, Bộ Y tế đã liên tục có các chỉ đạo về giám sát, phát hiện sớm các ca COVID-19 nhiễm biến chủng Omicron. Đến nay, Việt Nam đã ghi nhận tổng cộng 30 ca COVID-19 nhiễm biến chủng Omicron, trong đó tại Quảng Nam 14 ca, thành phố Hồ Chí Minh 11 ca, Hà Nội 1 ca, Hải Dương 1 ca, Thanh Hóa 2 ca và Hải Phòng 1 ca. Thưa quý vị, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hải Phòng thông tin về cấp độ dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn. Quyết định nói trên căn cứ theo quyết định 4800 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn tạm thời chuyên môn y tế thực hiện nghị quyết số 128 của Chính phủ, ban hành quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19. Theo đó, cấp độ dịch toàn địa bàn thành phố Hải Phòng là cấp 4, màu đỏ là nguy cơ rất cao. Có 10 quận huyện ở cấp độ 4, nguy cơ rất cao gồm Hồng Bàng, Dương Kinh, Thủy Nguyên, Lê Chân, Đồ Sơn, Ngô Quyền, An Dương, Hải An, Kiến An, Kiến Thụy. Có 4 huyện cấp độ 3, nguy cơ cao gồm Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, An Lão, Cát Hải. Có một huyện ở cấp độ 1 bình thường mới là huyện đảo Bạch Long Vĩ. Như vậy, chỉ sau khoảng một tuần, Hải Phòng đã có thêm 4 quận huyện ở cấp độ 4. Thưa quý vị, sáng nay ngày 9 tháng 1, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã tới dự hội nghị tổng kết năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của ngành công thương. Báo cáo cho thấy năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng ngành công thương vẫn đạt một số kết quả khả quan như sản xuất công nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng khá là 4,82%. Ngành điện đã bảo đảm tốt cân đối điện phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước, an ninh quốc phòng và sinh hoạt của người dân. Tổng sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu cả năm ước đạt gần 246,32 tỷ kWh, tăng 3,78% so với năm 2020. Xuất khẩu than ước thực hiện đạt 1,92 triệu tấn, đạt 103,8% kế hoạch. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt gần 336,25 tỷ USD, tăng 19% so với năm 2020. Xuất siêu khoảng 4 tỷ đô la Mỹ. Bước sang năm 2022, để góp phần đạt tốc độ tăng trưởng GDP của cả nước tăng từ 6 đến 6,5%, ngành công thương phấn đấu đạt các mục tiêu lớn như chỉ số sản xuất công nghiệp tăng khoảng 7 đến 8%, tổng kim ngạch xuất khẩu tăng từ 6 đến 8%. Tổng điện năng sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống dự kiến khoảng 275,51 tỷ kWh, tăng 7,88% so với năm 2021, bảo đảm đủ điện tiêu dùng và sản xuất kinh doanh của nền kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, Tết Nguyên đán cận kề và đây cũng là thời điểm người trồng keo trên địa bàn Nghệ An đang thu hoạch gỗ keo để có tiền mua sắm dịp Tết, đồng thời xử lý đất chuẩn bị trồng vựa keo mới đúng thời vụ. Tuy nhiên, hiện giá keo xuống rất thấp, chỉ bằng gần một nửa giá keo các năm trước, khiến người trồng keo cũng như thương lái thu mua keo gặp nhiều khó khăn, lao đao. Nhiều hộ dân đã chấp nhận bán rẻ keo để có chi phí trang trải cuộc sống và mua sắm trong dịp Tết. Cũng như nhiều hộ dân khác ở xã Khai Sơn, huyện Anh Sơn, gia đình ông Nguyễn Trọng Thân là những hộ dân chuyên làm nghề trồng keo từ nhiều năm nay. Hiện nay, gia đình ông đang có gần 2 hectare keo hơn 4 năm tuổi. Khi chưa rớt giá, mỗi tấn keo có giá 1,2 triệu đồng. Nhưng thời điểm này, mỗi tấn chỉ bán được hơn 800.000 đồng. Năm nay thì nó thiệt hại hơi nặng về tập với giá cả. Còn như mọi năm, như vườn keo này, mọi năm, mọi ngày tôi bán khoảng 18 đến 20 triệu. Giờ năm nay thì được mấy, hơn chục triệu bạc. Năm ngoại vì so với năm nay thì năm nay vẫn khổ. Khổ là giá ăn rất nhiều quá. Thế là mua nhiều thì dẫn đến dầu cắt mà không dám cắt rồi lòi nhiều. Nghệ An hiện có trên 165.000 hecta rừng keo nguyên liệu, hàng năm khai thác trên 70.000 hecta. Giá keo lên xuống bấp bênh gây nhiều thiệt hại cho người trồng. Giá mỗi tấn keo có giá gần 1,2 triệu đồng, nhưng thời điểm này chỉ bán được 700 đến gần 900.000 đồng một tấn. Dù keo rớt giá, nhưng nhiều gia đình vẫn phải thu hoạch để có tiền trang trải cuộc sống. Được biết, thị trường xuất khẩu răm gỗ chủ yếu là xuất bán sang Trung Quốc. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hoạt động này bị cầm chừng nên nhu cầu nguyên liệu thấp. Các doanh nghiệp chế biến răm gỗ trên địa bàn tỉnh không tìm được đơn hàng mới,
nên lượng thu mua gỗ rừng trồng cũng giảm, kéo theo giá keo giảm. Nhà máy chế biến gỗ thì đang ở cái giai đoạn xây dựng, do đó là cái vấn đề thu mua sản phẩm đầu ra, các cái về sản phẩm gỗ chủ yếu là được đưa đi ra các cái địa bàn ngoài huyện. Hợp tác liên kết giữa người trồng rừng và các cái doanh nghiệp thu mua thì nó chưa chặt chẽ, do đó là khi có cái thị trường mà biến động thì cái vấn đề đầu ra của sản phẩm thì làm cho người dân có những cái tâm lý nhất định. Keo rớt giá là nỗi lo chung của nhiều hộ dân sống dựa vào rừng. Khó khăn lớn nhất hiện nay của người trồng keo là khâu tiêu thụ. Trước thực tế phát triển nhanh về diện tích cây keo, người dân cũng như chính quyền địa phương cần phải tính toán kỹ cho bài toán đầu ra để loài cây keo thực sự trở thành cây xóa đói giảm nghèo cho người dân vùng núi. Các cụ ta thường có câu thấy hoa đào là thấy Tết, đúng không thưa quý vị? Và theo lẽ thông thường, thị trường đào Tết hàng năm sẽ chỉ bắt đầu vào thời điểm trung tuần tháng 12 âm lịch, nghĩa là gần 2 tuần nữa thì thị trường đào Tết mới bắt đầu sôi động. Thế nhưng năm nay diễn biến thị trường thì lại hoàn toàn khác. Thời tiết năm nay tương đối thuận lợi, nhiệt độ, độ ẩm và ánh sáng đều rất thích hợp để cây đào ra hoa đúng trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Để đáp ứng nhu cầu thị trường và thị hiếu của người tiêu dùng, các nhà vườn tại làng đào nổi tiếng phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội đã bước vào vụ nhộn nhịp phục vụ khách hàng ngay từ cuối tháng 12 cho đến nay. Chợ Quảng An, Hà Nội nhộn nhịp người bán, người mua. Hoa đào tràn ngập cả trong và ngoài chợ. Tại đồng đào Nhật Tân, đào cảnh, đào thế cũng đua nhau bùng nở. Theo lẽ thường, thời điểm này hàng năm các nhà vườn đều cố gắng hãm hoa đào nở sớm. Đào chỉ bung nụ vào rằm tháng chạp để nở đẹp đúng khi Tết đến. Thế nhưng năm nay xu hướng thị trường lại có diễn biến hoàn toàn trái ngược so với các năm trước. Là người có thâm niên trồng hoa đào trong nhiều năm nay tại làng đào, anh Chiến cũng không khỏi bất ngờ trước xu hướng này của người tiêu dùng năm nay. Như mọi năm thì phải cách đây phải từ rằm tháng 12 bắt đầu mới có khách để chơi. Nhưng mà năm nay thực sự là cái hoa đào kể cả đầu tháng 12 đã bắt đầu có rồi. Đấy, cái lượng khách thì cũng rất là ổn định, cứ có là hết. Chứ không như mọi năm. Những ngày cận Tết này thì do tình hình dịch bệnh nên là mình cũng ít được ra ngoài ấy. Thì ngày hôm nay mới có cái thời gian để đến thăm vườn đào một chút. Thì cũng không có kỳ vọng nhiều lắm đâu. Nhưng mà đến đây thì thực sự là quá là bất ngờ, là tại vì đào Tết năm nay vẫn rất là đẹp. Đến thời điểm này thì như mọi người thấy là đào đã nở rất là rực rỡ, rất là đẹp rồi. Ngoài các khách hàng truyền thống đến tham quan và mua sắm ngay tại vườn đào và chợ hoa, lượng khách online cũng đem lại doanh thu đột phá cho các nhà vườn trong suốt thời gian qua. Chỉ bằng một động tác tìm kiếm đơn giản, có thể tìm thấy hàng chục đơn vị cung cấp và bán đào xỉ lẻ trên khắp các trang mạng xã hội hay nhiều nền tảng bán hàng online khác. Bây giờ cũng rất là nhiều nhà, bây giờ chủ yếu cũng bán online rất là nhiều. Đấy, cả thứ hai là cũng đang có cái dự định là xin kéo một cái đường mạng ở đây đấy. Đấy, để cho các nhà lắp cái đường mạng để người ta sẽ theo dõi các cái vườn của mình ấy, đó sẽ được tốt hơn. Mặc dù còn gần một tháng nữa mới đến chính vụ đào Tết Nhâm Dần năm 2022, tuy nhiên theo nhận định chung, lượng hoa đào cung ứng năm nay sẽ vẫn đáp ứng đầy đủ nhu cầu chơi hoa của người dân đón Tết Nguyên đán cổ truyền. Khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt, sẽ không có chuyện dư thừa ùn ứ hàng hóa vào dịp cuối năm. Để người nông dân trồng và chăm sóc hoa đào Nhật Tân nói riêng và nông dân cả nước nói chung đón một cái Tết thật phấn khởi theo đúng nghĩa. Thưa quý vị, Thượng Minh, xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang là thôn có đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó chủ yếu là dân tộc Mông, Dao, Bà Thẻn và tộc người Thủy sinh sống, đời sống còn gặp nhiều khó khăn. Với mong muốn mang đến đầy đủ vật chất và tinh thần cho người dân nghèo trên địa bàn nhân dịp Tết Nhâm Dần, tối qua, Công an tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang, Ủy ban Nhân dân huyện Lâm Bình và các nhà tài trợ đã tổ chức chương trình Tết ấm vùng cao cho người dân tộc thiểu số gặp nhiều khó khăn trên địa bàn. Tết ấm vùng cao diễn ra với nhiều hoạt động như thi đan lồng gà của người Pà Thèn, tái hiện lễ cấp sắc của người Giao Tiền, thi dệt thổ cẩm nhanh đẹp, biểu diễn xiếc và một số hoạt động tái hiện các trò chơi dân gian. Đặc biệt, chương trình còn tổ chức nghi lễ nhảy lửa của người Pà Thèn ở Lâm Bình với sự huyền bí, linh thiêng và đầy tính nhân văn. Các trò chơi, nghi lễ được tái hiện nhằm khôi phục, quảng bá những nét văn hóa đặc trưng của các dân tộc thiểu số tại thôn Tượng Minh, xã Hồng Quang.
Tại chương trình, các đơn vị đã trao tặng 200 suất quà Tết cho gần 200 hộ gia đình khó khăn, 50 xe đạp cho học sinh của xã Hồng Quang, tặng 3 xe máy cho 3 hộ nghèo thôn Thượng Minh. Tổng trị giá quà tặng trên 500 triệu đồng. Viện Nghiên cứu Danh nhân Việt Nam cũng trao tặng Ủy ban Nhân dân huyện Lâm Bình, tủ sách Chủ tịch Hồ Chí Minh và Danh nhân với 500 cuốn sách. Chương trình Tết ấm vùng cao là hoạt động thiết thực, góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình ở thôn Thượng Minh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó, tạo không khí vui tươi, phấn khởi mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần 2022. Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Phú Thọ đã xuất khẩu lô bưởi Đoan Hùng đầu tiên sang thị trường Nga. Khoảng 40 tấn bưởi thông quan vào ngày hôm qua, ngày 8 tháng 1. Đây là một bước phát triển mới của cây bưởi, đặc sản trên đất Phú Thọ và cũng là động lực để người dân sản xuất đẩy mạnh đầu tư, nâng cao năng suất, chất lượng, cải thiện mẫu mã quả bưởi. Bưởi Đoan Hùng xuất khẩu đi thị trường Nga đều đạt tiêu chuẩn Việt Gáp, được sản xuất theo hướng hữu cơ, sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật, có nguồn gốc sinh học, thân thiện với môi trường, bưởi vàng đẹp. Đây là sự kiện quan trọng, mở ra một giai đoạn mới, một thị trường mới, một tương lai mới cho cây bưởi và người nông dân trồng bưởi ở huyện Đoan Hùng. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã hình thành 151 vùng sản xuất bưởi tập trung với diện tích khoảng 3.000 ha. Trong đó diện tích được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn Việt Gáp là 95 ha. Trong thời gian tới, huyện Đoan Hùng kỳ vọng sẽ có nhiều doanh nghiệp thương nhân thu mua và tham gia vào quy trình sản xuất, tạo sự đầu ra ổn định, từng bước hình thành chuỗi giá trị cho sản phẩm bưởi, đặc sản và các sản phẩm khác của huyện Đoan Hùng. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán năm 2022. Thị trường bán lẻ tại các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh đang dần sôi động. Sức mua của người dân tại nhiều hệ thống siêu thị đang bắt đầu tăng. Theo thống kê của Bộ Công Thương, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 11 tăng 6,2% so với tháng 10 và dự kiến tăng dần về cuối năm. Lý giải điều này, các chuyên gia cho rằng người tiêu dùng có xu hướng mua sắm Tết truyền thống sớm hơn thường lệ. Nhận định về sức mua Tết năm 2022, các chuyên gia dự đoán thị trường Tết năm 2022 không thể không sôi động bằng năm 2021 do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng vẫn ở mức tăng tương đối trong bối cảnh triển khai công tác chống dịch tích cực như hiện nay. Việc không đi du lịch cũng là một lý do tạo ra sự gia tăng tiêu dùng vào thời điểm cuối năm. Ghi nhận tại thị trường bán lẻ trên toàn quốc, lượng hàng hóa Tết hiện nay đang khá dồi dào với đa dạng, đa mặt hàng và mức giá. Trong đó thực phẩm tươi sống gồm thịt bò, thịt lợn, gia cầm, rau củ, trái cây, thực phẩm khô gồm gạo, bánh, mứt, kẹo, rượu bia và nước giải khát. Chủng loại, kích cỡ, mùi vị, mức giá đối với các thực phẩm truyền thống, đặc sản vùng miền như là giỏ quà Tết cũng rất đa dạng để khách hàng dễ dàng lựa chọn phù hợp với từng nhu cầu. Thực hiện kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả vào trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Khánh Hòa đã ra quân tăng cường kiểm tra, kiểm soát nhằm đảm bảo thị trường hàng hóa ổn định, chất lượng, phục vụ nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của người dân trong dịp Tết. Phóng sự sau đây được ghi hình tại Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Nhiều ngày qua, đội quản lý thị trường số 1 phụ trách địa bàn thành phố Nha Trang đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh, mua bán các mặt hàng thiết yếu, thường được tiêu dùng nhiều trong dịp Tết như bánh kẹo, mứt hóa mỹ phẩm, gia vị, thực phẩm chức năng. Ngoài ra, trong đợt cao điểm này, các mặt hàng như bia, rượu, thuốc lá và trang thiết bị y tế trong công tác phòng chống dịch cũng được chú trọng kiểm tra. Những nhóm mặt hàng này, nhất là hàng ngoại nhập, trong dịp Tết Nguyên đán thường xảy ra các hành vi gian lận, vi phạm các quy định pháp luật về kinh doanh thương mại, chống buôn lậu. Tăng cường công tác tuyên truyền hướng dẫn pháp luật cho các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Qua đó thì giúp cho các cơ sở nhận thức, có ý thức về công tác chấp hành pháp luật và hạn chế sai phạm. Cái thứ ba là góp phần ổn định thị trường, thúc đẩy hàng hóa lưu thông thông suốt và đảm bảo cái quyền và lợi ích cho người, cho tổ chức cá nhân kinh doanh và người tiêu dùng. Trong cái đợt kiểm tra vừa rồi á, thì mấy anh có kiểm tra về những hàng hóa có đầy đủ hết, và bên cạnh đó thì cũng góp ý là có những cái tem phụ trên sản phẩm á, thì bên em ghi nhận và sẽ sửa chữa cái vấn đề đó để cho đảm bảo được cái thông tin tới người tiêu dùng.
Trong năm 2021, đội quản lý thị trường số 1 đã kiểm tra tổng cộng gần 300 cơ sở kinh doanh, qua đó phát hiện xử lý 48 trường hợp vi phạm, xử phạt tiền thu nộp ngân sách nhà nước gần 300 triệu đồng. Đồng thời tịch thu buộc tiêu hủy hàng nhập lậu trị giá trên 500 triệu đồng. Riêng trong đợt cao điểm Tết, đội quản lý thị trường số 1 đã tổ chức kiểm tra 30 cơ sở, trong đó kiểm tra theo kế hoạch Tết 13 đơn vị và kiểm tra chống buôn lậu 17 đơn vị. Kiểm tra thì phát hiện xử lý đã xử lý là 22 cơ sở vi phạm. Thì trong đó có 2 cơ sở kinh doanh hàng hóa nhập lậu và 15 cơ sở buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu, mà đây là mặt hàng nhà nước cấm kinh doanh. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, năm 2021, hoạt động thương mại chịu tác động nặng nề, nhiều cửa hàng, cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ gặp nhiều khó khăn, hoạt động cầm chừng, sức mua thấp, một số phải tạm thời đóng cửa hoặc nghỉ hẳn. So sánh với các đợt cao điểm của những năm trước, đợt này, số cơ sở kinh doanh vi phạm pháp luật về hoạt động thương mại còn nhiều, chiếm tỷ lệ hơn 70% trên số vụ kiểm tra. Nhưng chủ yếu là các cơ sở kinh doanh có quy mô nhỏ lẻ. Đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả tại tỉnh Khánh Hòa tiếp tục được triển khai đến trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.